xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do nhận thức còn nhiều hạn chế nên trước đây tình hình tội phạm ma túy diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng chủ mưu thường dụ dỗ, lợi dụng người dân trong quá trình đi thăm thân qua lại biên giới để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Những năm gần đây, nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đồng bào đã nâng cao cảnh giác, từ địa bàn phức tạp Nậm Cắn trở thành một trong 26 xã biên giới của tỉnh Nghệ An sạch ma túy. Đề án này thì Đảng ủy đồn cùng với xã, cùng với công an xã là anh em thực hiện lồng ghép, phối hợp nhau triển khai thực hiện từ đầu đến cuối, rất là hiệu quả. Đến nay thì cơ bản là xã Nậm Cắn chúng tôi là đã đẩy lùi cái tệ nạn ma túy. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn quản lý 30 km đường biên, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thông thương với nước bạn Lào, nên nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị khá nặng nề. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đặc biệt chú trọng. Đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt là công tác phòng ngừa. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát là kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất cảnh xuất khẩu qua các khu cửa khẩu. 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 136 vụ trên 188 đối tượng, tang vật thu 39,83 gram heroin, trên 73.000 viên ma túy tổng hợp, 12 kg nhựa cây thuốc viện và một số tang vật liên quan khác. Tổ chức khép kín, tuần tra khép kín trên biên giới 24/24 giờ, đặc biệt là tập trung vào các cửa khẩu, đường mòn lối mở, và cái địa hình mà chúng tôi xác định là đối tượng có thể lợi dụng để vào cái thời tiết địa hình để vận chuyển ma túy, điều tra xác minh làm rõ các cái đối tượng hai bên biên giới. Trên cơ sở đó là sẽ xây dựng các cái kế hoạch nghiệp vụ và xác lập các cái chuyên án để là tổ chức đấu tranh triệt phá, bắt giữ ngay từ đầu, ngay từ biên giới. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian tới tình hình tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực biên giới Nghệ An. Để giữ được bình yên vùng biên cương, các lực lượng biên phòng Nghệ An vẫn ngày đêm tuần tra, quyết ngăn chặn không cho ma túy thẩm lậu vào nội địa.